Các vị có nghe rõ không vừa rồi? Các vị cho xin cái bài vị kinh của ngày hôm nay. Kinh hôm nay là kinh Sanh Nhân. Rồi cho tôi xin cái chú giải, Các Phật tử có còn nhớ là cái công thức mà chúng tôi nói rất là nhiều lần? Tôi nói cái công thức đó nghe nó kỳ lắm. À, nhưng mà nhớ được cái đó thì nó dễ. Đó là do vô minh trong bốn đế nên mới dẫn đến ba hành. Do vô minh trong bốn đế nên mới dẫn đến ba hành. Đó là cái công thức, tức là dầu một cái người Phật tử mà giỏi Phật pháp hay là chỉ biết sơ sài, rồi có là hành giả hay không phải hành giả đó, thì cứ nhớ về cái công thức đó, thì cộng với cái niềm tin đó là mình tu được, mình cứ làm cái gì mình cũng nhớ cái câu thần chú đó, là vô vô minh được bốn đế đó, nó dẫn đến ba hành. Thì ở đây mình thấy cái chuyện đầu tiên đó là cái ái dục sinh thành người. Có nghĩa là cái chữ người ở đây nó không có phải chỉ cho nhân loại không, mà chỉ cho tất cả chúng sinh ha, chỉ cho tất cả chúng sinh. Thì chính thì mình thích cái này thích cái kia thì nó mới dẫn đến một cái cảnh giới tương ứng. Thí dụ như mình nói nôm na đó là mình thích trong dục lạc thì nó sanh trở lại làm chúng sinh của dục giới. Mình thích đến đông thiền định sắc và vô sắc đó, thì mình mới sanh trở lại làm phẩm thiên, các cái cõi tương ứng. Rồi chưa có hết đâu, ngay ở trong cái cõi dục giới đó, cái kiểu thích của mình đó, thích kiểu gì đó, thì mình mới sanh vô trong cái cảnh giới nó tương đương như vậy. Thí dụ như hôm trước chúng tôi có nói, có nhắc là bài kinh quanh co đó, Đức Phật thầy dạy là cũng thích trong dục, nhưng mà cái sở hành quanh co thì mình sẽ sanh vào lòng cái loài quanh co, cái loài mình thích trốn trốn tránh. Thì quanh co làm sao? Quanh co ở đây cái chữ quanh ca nghĩa là khuất lấp. Chữ quanh co nó có hiểu nghĩa là khuất lấp đó, có nghĩa là mình có những cái suy nghĩ mà không có muốn người khác biết. Mình có những cái câu nói mà nó xuất phát từ cái tâm bất thiện, có những cái hành động bất thiện, mà cái câu nói bất thiện, hành động bất thiện và suy nghĩ bất thiện đó là những cái mà mình không muốn người ta biết. Không muốn người ta biết, ngay cả cái việc mình đi ăn trộm cướp đó, thì lén được bao nhiêu thì lén nha, lén được bao nhiêu thì lén. Thì khi mình thích dục, mình thích hưởng thụ các dục lạc, các thứ khoái lạc ở đời, nhưng mà cộng với mình thích cái kiểu gì, mình thích cái kiểu là thụ hưởng vật, thụ hưởng vật dục khoái lạc bằng cái kiểu làm bất thiện á, kiểu người sát sanh trộm cắp, thì cái kiểu đó chết rồi cũng sanh về cõi dục nhưng mà nó thấp kém. Còn mình thích dục lạc nhưng mà lại thích theo cái kiểu người mà làm lòng làm thiện ấy, thì sanh trở lại cõi dục, cũng sanh lại cõi dục giới, nhưng mà được sanh về các cái cảnh giới nhân thiên, thí dụ như được làm người hay là sanh về các cái cõi trời dục giới như là đau lợi dạ ma đấu xuất vân vân. Thì cái đó cũng gọi là dục giới, nhưng mà nó tốt hơn, nó vui hơn, nhưng mà không có lâu, một thời gian ngắn thôi, nó hết cái tuổi thọ đó thì nó quay trở lại. Và tôi nói 1000 lần rằng là tất cả chúng ta ở đây, chúng ta từng đi qua những cảnh giới cao cấp nhất như là phạm thiên phi tưởng phi phi tưởng, và chúng ta cũng từng trải qua những cái cảnh giới mà thấp kém nhất, thí dụ như con trùng, con dế, con ruồi, con muỗi, rồi thì là các cái tầng địa ngục mà sâu nhất, sống lâu nhất, chịu nhiều đau khổ nhất, như địa ngục không gian, địa ngục dành cho mấy người mà đoạn kiến nặng á, cái tuổi thọ nó 84.000 đại kiếp thì mình cũng từng đã trải qua rồi,
là cỡ nào cũng có qua hết á. Cho nên là mà cái đó ở đâu nó ra, cái chuyện luân hồi đó là do cái lòng tham ái trong 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 sáu 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 cảnh, tôi nhắc lại, do cái lòng tham ái trong cảnh dục đó thì sanh trở lại làm chúng sanh có dục giới, do cái lòng tham ái trong các cảnh thiền thì sanh trở lại làm phạm thiên, rồi cứ hết tuổi thọ và cái nghiệp đó nó hết rồi thì quay trở lại với cái nghiệp khác. Mình lúc nào cũng có sẵn vô số những cái tiền nghiệp để mà mình đi theo nó. Cho nên ở đây đó, cái ái dục sanh thành người nghĩa là vậy đó. Cái hành giả tứ niệm xứ là cái người tối thiểu là giảm bớt cái luân hồi. Làm sao giảm đây? Có nghĩa là đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nuốt thấy nghe ngửi nếm đụng, tức là khi mà tôi là trong bốn quay nghi hoặc là trong lúc mà sáu căn nó làm việc đó, thì đối với một hành giả tứ niệm xứ mà thứ thiệt á nha, tôi đang nói là thứ thiệt á, thì họ có cái cơ hội chánh niệm. Mà cứ mỗi lần mà sáu căn mà nó biết sáu trần, cứ mỗi lần mà họ sống trong, họ dời đổi trong bốn mối quan nghi, thì là những lần họ giữ chánh niệm, bớt tham, bớt sân, thì như vậy thì họ rút ngắn được cái dòng luân hồi, rồi gieo duyên giác ngộ. Còn người mà không có chánh niệm ấy, thì cứ là đi đứng nằm ngồi bằng tham sân si, rồi thấy nghe ngửi nếm đụng bằng tham sân si, hít ra thở vào bằng tham sân si, nói cười ăn uống bằng tham sân si, trong tất cả sinh hoạt lớn nhỏ cũng đều là từ tham sân si mà ra. Thì do đó thì coi như cái cơ hội đau khổ cũng nhiều hơn, có nghĩa là mình đang sống trong cảnh dục, mà là nếu thiếu thiếu chánh niệm thì cái dục ái nó gọi là cái sân nó càng có cơ hội nó phát triển. Cho nên ở đây chuyện đầu tiên phải nói đó là cái đời sống chánh niệm, nếu mà có học chút ít Phật pháp thì mới thấy tại sao cái lý do nào mà mình phải giữ chánh niệm, là vì nhiều lý do lắm. Mà chỉ đầu tiên là nó hạn chế được cái phiền não. Mà khổ thì nó có hai, khổ là có khổ nhân và khổ quả. Khổ quả là làm sao? Tức là quá khứ bây giờ mình sinh ra mà làm con trùng con dế, sinh vào cái loài bàn sanh địa ngục cũng là khổ, đó là khổ quả. Hoặc là sinh lại làm người nhưng mà bị bệnh tật, không nhan sắc, không tiền bạc, không sức khỏe, rồi bị tai bay quả gửi tùm lum hết, thì cái đó gọi là khổ do quả. Còn khổ do nhân là làm sao? Khổ do nhân tức là cứ mỗi lần cái tâm bất thiện nó xuất hiện là mỗi lần chúng ta khổ nha. Mỗi lần tâm bất thiện nó xuất hiện là mỗi lần chúng ta khổ. Cho nên khi mình giữ chánh niệm ấy, có nghĩa là mình bớt được một nửa cái khổ, có nghĩa là mình chỉ còn gọi là chịu cái khổ quả thôi. Có nghĩa là thí dụ như mình bị đau nhất là do thân làm người, mà cái thân người là đó là quả ha. Nói theo A Tỳ Đàm ấy, thân người đó là sắc nghiệp mà. Thì bị đau nhất bởi vì cái nên nhớ đó, cái khổ quả đó nó cũng có hai trường hợp nha. Một là cái khổ do cái nghiệp bất thiện quá khứ, mà cái khổ thứ hai nữa nó là do cái nghiệp tham ái. Thí dụ như bây giờ nói khổ quả nó có hai loại, cho phải ghi rồi quá. Khổ thứ hai là khổ do nhân và khổ do quả. Khổ do quả là khổ do tâm tái tục, đưa ta vào các cảnh giới xa đọa, hoặc mang thân người với những hoàn cảnh sống hay tình huống bất toại. Đó gọi là khổ do quả nha. Khổ do quả được nghĩa là gì? Thứ nhất là do cái tâm tái tục nó đưa mình vào các cảnh giới xa đọa. Thí dụ như hồi đó mình làm nghiệp xấu trong quá khứ, bây giờ mình sanh làm con này con kia đó, thì cái đó là khổ do quả ha. Nhưng mà cũng nhiều khi mình mang thân người mà mình cũng bị khổ, khổ do cái hoàn cảnh sống hay là khổ do những cái tình huống. Thí dụ như mình sanh làm người nghèo, người bệnh, thì đó là khổ do cái hoàn cảnh. Nhưng mà còn những cái tình huống, ví dụ như mình bị đánh, bị đâm, bị cướp,
bị chèn ép, bị chà đạp, bị xúc phạm, bị làm tổn thương, thì cái đó được gọi là khổ do quả. Còn cái khổ do nhân ấy, tức là khổ do các cái tâm bất thiện hiện tại, thì mỗi lần mình nổi giận ấy, nó là một cách khổ. Rồi mỗi lần mình tham ấy, nó cũng là cái khổ. Thì tham mà muốn mà không được nó cũng là khổ. Nếu mà còn nhớ kỹ lại cái muốn mà không được cũng là khổ, mà không muốn mà phải bị cũng là khổ. Cho nên cả tâm tham tâm sân nó nào cũng là khổ hết trơn á. Thì cái khổ đó là khổ do nhân. Còn cái khổ do quả tức là do những cái quả đời trước, mà khổ quả nó có hai nữa. Khổ do quả có hai, khổ do nhân cũng có hai. Khổ do quả là có hai làm sao? Thứ nhất là khổ do quả có hai là do quả bất thiện và do có tâm tái tục nên mới có sự hiện hữu để phải sống trong sự chi phối của tam tướng. Đó, cái khổ do quả là nó có hai vậy đó. Một là khổ do quả bất thiện, đúng, cái đó là đã làm rồi. Nhưng mà có cái thứ hai nó mới cao siêu, đó là khổ do có cái tâm tái tục. Có nghĩa là dù mình có làm để thích gì nữa thì mình không có thể nói là hầu như mình không có bị khổ do quả bất thiện rồi đó. Nghe được kiếp đó thôi nha, nghe được kiếp mình làm để thích thì coi như cái khổ do quả bất thiện này có thể kể là không có đó. Nhưng mà nó khổ do có cái tâm tái tục, cho nên nó là để thích mới có bị vô thường. Tâm thân và tâm lý thích nó bị khổ và vô ngã. Mà khổ của lý thích đó, chúng ta phải nhớ muốn hiểu lý thích phẩm thiên đó, nói chung đó, họ khổ cho cái gì? Khổ có ba, đây là những dấu lý căn bản nha, là khổ khổ tức sự có mặt của những gì mình không muốn. Rồi cái hành khổ đó, là sự vắng mặt của những gì mình ưa thích, được gọi là hoại khổ nha. Đó là hoại khổ nha, xin lỗi, hoại khổ là vậy đó. Khổ nó có ba, một là khổ khổ có nghĩa là sự có mặt của những gì mình không muốn, còn hoại khổ là sự vắng mặt của những gì mình ưa thích. Thí dụ như là thương, thương phải xa cũng là khổ, mà ghét phải gần á cũng là khổ. Nhưng mà cái ghét mình phải gần ở đây nó là khổ khổ, cái ghét phải gần ở đây nó phải hiểu thì nghĩa rộng nha. Ghét phải gần ở đây nghĩa là cả những con người cả những cái người mình ghét mà mình phải gặp ở gần á, mà cái ở đây nó còn bao gồm luôn cả những cái chuyện mà mình không có thích nha. Phải hiểu cái ngầm như vậy đó. Bởi vì mấy cái khổ nó liên quan lẫn nhau, thương phải xa, ghét phải gần, muốn mà không được đó thì cái khổ phải gần, ghét phải gần. Ví dụ như cái cảnh đó mình không có thích, cái âm thanh, cái hình ảnh đó mình không có thích, nhưng mà mình phải chấp nhận. Cái mùi đó mình không có thích mà mình phải chấp nhận. Cái món ăn, cái vị đó mình không thích mà mình phải chấp nhận, thì trường hợp đó được gọi là ghét phải gần. Thương phải xa, ghét phải gần. Thương phải xa đó là người đã đập rồi, tới vật cũng vậy, và còn thích mà mình phải lìa đó. Cho nên khổ 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 nó có ba, một là khổ khổ là sự có mặt của những gì mình cũng muốn, còn hoại khổ là sự vắng mặt của những gì mình thích. Và cái thứ ba này mới ghê nè, cái hành khổ là sự có mặt trong tam giới nói chung, gọi là khổ vì sự có mặt nào cũng nằm trong ảnh hưởng của tam tướng và đều
phải lệ thuộc các duyên. Ví dụ là cái mệt này, cái khổ này mới là cái khổ vi tế, khổ này khổ, cái khổ này mới ớt mình sống. Tức là hành khổ là sự có mặt trong tâm giới nói chung, mà cái sự có mặt đó dầu là phạm thiên thế thích thì nó cũng gọi là khổ, là bởi vì cái sự có mặt nào cũng nằm trong cái ảnh hưởng của tâm tướng và đều có lệ thuộc các duyên. Tôi không biết các vị có còn nhớ cái bài giảng về cái vụ này không, tại sao lệ thuộc các duyên là khổ, là bởi vì bất cứ một cái sự có mặt lớn nhỏ nào trong đời này đó, nó cũng phải là đòi hỏi các điều kiện. Sự có mặt nào cũng đòi hỏi các điều kiện, tức lệ thuộc các duyên mới có. Đó, đó là cái khổ. Đó là cái khổ. Ví dụ như mình làm người đi, mình do cái nghiệp tham ái phải sanh làm người thì phải ăn nè, phải uống, phải mặc, phải có nhà ở, thấy không? Chứ còn thiếu một cái thôi đó là tứ đại nó bị bất hòa, dứt khoát là vậy thôi, tứ đại bất hòa. Bao nhiêu cái bệnh tật gì của mình đó là nó đều do là tứ đại bất hòa, mà cái tứ đại đó đâu nó ra, tứ đại bất hòa đó đâu nó ra. Cái sự bất hòa ở đây nó là do bất hòa đây, cái chữ bất hòa đây nghe dễ hiểu lầm, tức là gây gỗ. Phải bất hòa đây có nghĩa là nó tiếng Hán là thất điều, thất điều, tứ đại thất điều, tiếng Bali kêu là virus thác. Virus thác virus thác có nghĩa là sao? Có nghĩa là chống trái, rồi xung đột, chống trái xung đột. Mới nghĩ là cái chữ gì quên mất rồi. Chống trái xung đột, xung khắc, phải. Chữ quýt xuống rút thá là xung khắc. Thất điều vậy đó, có nghĩa là cái nhiệt độ ha, của mình nó không có được như ý ha. Rồi khi thức ăn nó vô nó tạo ra những cái sự mà trục trặc, trục trặc ở trong cái cơ thể của mình. Cho nên cái chỗ ở mình không có như ý thì mình bị rùi, bị mũi, bị nóng, bị lạnh. Rồi thức ăn này không như ý nó vô nó tạo ra các loại bệnh ha. Rồi áo quần mặc không có đủ thì nó lạnh, hoặc có nhiều khi mặc một cái chất liệu vải nó không có đúng mùa làm cho mình nâng. Làm cho mình nâng. Mùa hè mà đi mặc ba cái đồ ni lông, ba cái đồ bằng polyester, nó nóng gần chết, nó không có mồ hôi, nó không có thoát hơi, nó nóng. Rồi tới mùa đông thì đi mặc nó cái đồ mà nó không có giữ nhiệt thì cũng khổ. Ăn uống cũng vậy, ăn uống mà nó không có đúng thì cũng khổ. Cho nên chính vì vậy cho nên đời sống mình nó là chỉ riêng cái cảnh mà lệ thuộc các duyên. Lệ thuộc các duyên nó đòi hỏi các cái điều kiện thế này thế nọ, chết rồi. Cái gì mà tục lệ thuộc không phải có tục lệ mà là sự lệ thuộc. Chết rồi. Sự có mặt nào cũng đòi hỏi các điều kiện, phải tức lệ thuộc các duyên. Chữ đó chữ tức mà tại tôi không hỏi dấu, tức lệ thuộc, tức là đó, tức lệ thuộc các duyên mới có. Thì cái này được gọi là hành khổ, chưa nói đến chuyện đau đớn gì hết, chưa nói, chỉ nói đến chuyện mà nó lệ thuộc các duyên thôi. Là mình thấy bà trả với sankhara là có nghĩa là gì? Với sankhara có nghĩa là nó đòi hỏi các điều kiện, nó phải lệ thuộc các duyên nó mới có. Thì cái đó là khổ nha. Cho nên nó là ở đây đó là khổ nó có hai, là khổ do quả và khổ do nhân. Khổ do quả thứ nhất là do các quả bất thiện mà nó bị cái này bị cái kia là khổ đã đành rồi, mà cái khổ thứ hai là do có cái tâm tái tục. Cho nên là mình phải sống ở trong ba cái lời trong cái hành khổ. Còn do cái nghiệp bất thiện ấy, thì mình mới bị ở trong cái khổ khổ và cái hoại khổ. Nhưng mà riêng về cái do nghiệp bất thiện mình mới có thể bị khổ khổ là cái chắc rồi đó. Còn cái hoại khổ thì có cái có lúc thì nó do nghiệp quá khứ, có lúc thì nó do hành khổ tác động. Có nghĩa là có cái gì đó là phải có mặt thì nó phải có lúc nó biến mất, chuyện tự nhiên thôi. Nhưng mà cái thứ ba là cái khó thấy nhất, đó là chỉ cần sự có mặt là đủ rồi. Sự có mặt đó là khổ, là bởi vì nó phải lệ thuộc các duyên.
thì cái đó gọi là khổ do quả ha. Mà bởi vì các cái tâm tiếp tục ở đâu nó ra thì nó là do các cái tâm thiện, tâm bất thiện đời trước, bây giờ nó có các tâm tiếp tục chứ. Tức là 19 tâm tiếp tục nó từ các cái tâm động lực mà có. Các tâm động lực tức là các tâm thiện, tâm ác đó. Còn cái khổ do nhân làm sao? Khổ do nhân tức là hễ mỗi lần nó có tâm bất thiện là nó khổ rồi. Rồi nếu mà nói một cách rốt ráo, mỗi lần có tâm thiện nó cũng khổ, là vì sao? Là vì hễ có tâm bất thiện thì nó khổ theo cái kiểu tâm bất thiện. Thế dùm khởi lên tâm tham, tâm sân á, muốn mà không được là khổ, mà không muốn mà phải bị là khổ nha, đã đành rồi. Nhưng mà nếu mà nó rốt ráo, chỉ cần có cái sự xuất hiện của tâm thôi, nó cũng là cái khổ. Bởi vì cho nên có những người họ nhàm chán, họ không muốn có danh pháp, họ mới sinh làm người vô tưởng nha. Rồi có những người họ nhàm chán sắc pháp, họ mới sinh làm về cõi vô sắc. Nhưng mà tưởng sao sanh về vô sắc vô tưởng thì cuối cùng nó sống hết cái tuổi thọ, nó cũng quay trở lại nữa nha. Cho nên chỉ có cách đốt ráo với là chấm dứt tuyệt đối 100% vĩnh viễn thì mới được. Chứ còn chỉ là cái sự nhàm chán, cái sự bất mãn với danh sắc trong một cái gọi là không có bằng cái thánh trí đó, để, thì nó chỉ mang một cái tính thời đoạn mà thôi. Rồi xong. Thì do các ái đó nó mới dẫn đến các tâm thái tục, mà từ đó nó mới tạo ra cái sự có mặt của chúng sinh. Cho nên cái câu đầu tiên là câu đầu tiên là chính ái, cái chữ người đây là chúng sanh trong sáu trần, nó mới dẫn đến chuyện từ tái sanh chỗ này chỗ kia. Cho nên phải nhớ cái căn bản đó là do quân minh trong bốn nếm chuyển đến ba hành. Mà không biết hồi nãy giờ tôi giảng thì các vị có nghe kịp, có theo kịp không? Có theo kịp không? Tôi giảng các vị có theo kịp không? Đó. Nhớ cái căn bản vô lý là chỗ này. Một phần nó giúp cho mình thoát được cái tà kiến. Rồi một phần nữa là mấy cái này là mấy cái vốn lý, mấy cái hành trang để mà nằm để tu tứ thùng xứ. Dạ, mà tu tứ thùng xứ, tu tứ thùng xứ rồi là mà dốt mấy cái này nó cũng khó lòng nha, cũng khó lòng. Rồi tiếp theo là cái gì luôn dông rủi. Cái thứ nhất đó là kinh su chà ni tiết bú rí xăng. Chứ bú rí xăng đây là người đó, nhưng mà phải hiểu là chúng sinh. Kinh su tát sát vi tà hà và tí, tính là cái tâm. Thì cái dông rủi ở đây làm sao? Dông rủi thì nó gồm có hai. Một là cái dông rủi trước mắt, và cái dông rủi về lâu về dài. Cái dông rủi ở đây đó, cái sự mà lang thang chỗ này chỗ nọ đó, nhưng mà nó có cái lạ là sao các vị không có đưa cái chú giải cho tôi? Các vị có đưa chú giải không? Có đưa cái chú giải, cái bữa sáng nay các vị không có đưa chú giải nha. Tự nhiên nó bắt cái chứng gì à, có đúng rồi, có đây này, có đây này. Rồi cái sự dung rủi nó gồm có hai. Thứ nhất là cái phần này dạy rồi, tâm á có một, có nghĩa là sự biết cảm thôi. Mà tâm có 89 hoặc là tâm 21 là chia theo các cảnh các cõi nha. Theo cảnh nè, cõi nè, rồi hạng người nè. Do căn cứ vào cảnh nè, vào cõi nè, rồi hạng người, cho nên mới có cái số lượng là 89. Hay là 121. Đức Phật ngày không có cố xài, ngày không có nhắc, không có nhắc tới con số lớn như vậy. Đức Phật không có nhắc tới con số 121 hay là 89. Đó là cái sự triển khai của đời sau nha. Không có sai, tôi phải nói rõ là không có sai. Nhưng mà thời xưa thời ngày thì ngày chỉ nói tâm có ít thôi. Một là ngày chỉ nói là tâm là sự biết cảnh thôi. Còn hai ngày nói tâm có sáu. Tâm có sáu, chỉ nói đơn giản vậy thôi. Tức là cái tâm biết cảnh sắc, cái tâm biết cảnh thanh, tâm biết cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Thật cái đó là cái phổ biến nhất, bởi vì dễ nhớ và dễ dễ chi dễ nhớ và dễ hiểu.
Để nhớ dễ hiểu và dễ hình dung nhất, chính chúng ta cũng thấy là toàn bộ thế giới này đó, chúng ta có sáu cái cánh cửa để nhìn về nó. Một là có những cái ở trên cuộc đời này chúng ta chỉ biết được nó qua con mắt thôi, rồi có những cái chúng ta chỉ biết nó qua cái lỗ tai thôi, qua lỗ mũi, tức là qua thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, rồi cái thứ cuối cùng là qua cái ý thức. Thì đó là sáu cửa để nhận biết thế giới, cái đó là dễ thấy nhất. Và trước khi Ngài ra đời thì cái cách phân tích này cũng đã có trong trong cái hệ thống triết học và tôn giáo của Ấn Độ rồi. Cho nên khi mà Ngài ra đời đó thì cái cách nói của Ngài cũng dựa vào đó. Thì ở đây chúng ta thấy đó, thì tâm được chia thành thành tâm 21 hoặc là 89, dựa vào ba khía cạnh, đó là cảnh, cõi và hạng người. Cảnh này tức nghĩa là cái tâm là tâm biết cảnh dục hay là cảnh cảnh thiền, cảnh hiệp thế hay là cảnh siêu thế. Thứ hai là cõi, cõi đây nghĩa là dựa vào cái cảnh giới đó, tức là cái cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, rồi hoặc là siêu thế. Rồi cái thứ ba là hạng người, là của người người nào, của phàm hay là của thánh, của người người dục giới hay là người hay là người hay là phạm thiên. Ok, dạ rồi. Còn riêng cái trường thứ hai đó là cái cách chia tâm mà thành sáu thì nó dễ hình dung nhất. Có nghĩa là có tâm là có những cảnh á phải biết bằng bằng cái tâm nhãn thức, có những cái cảnh phải biết bằng tâm nhĩ thức. Đại khái tổng cộng lại thì toàn bộ thế giới này, từ côn trùng côn dế lên đến phạm thiên, lên đến thánh nhân, các vị Phật, các vị la hán, thánh tăng nói chung, thánh nhân thánh hiền ở đời, thì tất cả đều sống ở trong gói gọn ở trong sáu sáu cái tâm thôi, tức là tâm nhãn thức nhĩ thức. Mà ở đây được gọi là cái tâm đó là nó luôn dung rủi, làm sao nó gồm có hai cái dung rủi. Cái dung rủi thứ nhất là nói về cái cảnh của nó, tức là trước mắt đó, còn về lâu dài đó là cái quả của nó. Làm sao Ngài dạy rằng ấy, con chim ấy, mà nó có dịp á thì hãy có cơ hội là nó cứ nghĩ đến chuyện nó bay bay lên không. Con cá mà nó cứ chờ cơ hội là nó trở về nước. Con chồn con cáo có cơ hội để đi về hang. Con rắn con rít mà nó có cơ hội thì nó chung xuống đất. Như thế nào thì sáu căn của mình, sáu thức của mình cũng y chang như vậy đó. Con mắt luôn luôn trong tình trạng tìm cái để nhìn. Cái lỗ tai nó luôn luôn trong tình trạng tìm cái để nó nghe, có đúng như vậy hay không. Bây giờ các vị nhắm mắt là có đúng như vậy hay không. Có đúng là sáu thức các vị luôn luôn trong tình trạng dòng rủi, tức là nó cứ đi tìm cái để nó biết không, luôn luôn như vậy. Cho nên đối với hành giả tiến trình sướng là thứ thiệt đó, là tại sao người ta hạn chế cái chuyện sinh hoạt, không có lăng xăng đi này đi chỗ kia, rồi liên lạc người này liên lạc người nọ, kiếm chuyện này để làm, kiếm chuyện kia để làm. Chỉ riêng cái chuyện đi đứng nằm ngồi thở ra thở vô, hoặc là quan sát tâm thiện ác, hoặc quan sát cái buồn vui, chỉ chừng đó thôi là đã hết ngày, hết giờ, hết đời của mình rồi. Hết ngày, hết giờ, hết năm, hết tháng, rồi hết cả cuộc đời nha. Chứ còn mà mình không có lắng tâm, không có sống chậm á, rồi cái mình nó cứ lăng xăng hết chuyện này chuyện kia, mình đâu có dịp để mình thấy là sáu căn của mình nó luôn luôn ở trong một cái tình trạng nó háo hức, nó náo nức, nó sẵn sàng để mà nó chạy theo sáu trần như thế nào. Cho nên thứ nhất, cái chữ dòng đuổi này nó gồm có hai nghĩa. Một là mình luôn luôn trong tình trạng chạy theo các trần, các ngoại trần. Thứ hai, nó dòng đuổi là sao, là bởi vì chính nó đưa mình đi hết cái cõi này sang cái cõi khác. Nó đưa mình đi hết cõi này sang cái cõi khác là như vậy. Trước mắt thì nó chạy theo cảnh này cảnh khác, rồi về lâu về dài qua những cái đời sau kiếp khác thì nó lại đưa mình đi qua cõi này cõi khác. Thì cái tâm nó quan trọng ở chỗ đó, bởi vì thế giới này không có tâm thì coi như không có nó đâu, không có thế giới này. Cho nên cái chữ tâm dung rủi này là vậy, có nghĩa là cái câu này có nghĩa là chỉ có tu tập thì mới giải quyết được toàn bộ những vấn đề của thế giới. Tôi nhắc lại, cái chữ dung rủi nó gồm có hai. Một là trước mắt là sáu thức, giống như sáu con thú luôn luôn nó tìm về cái chỗ mà thích hợp với nó. Chim luôn sẵn sàng bay về trời, cá luôn luôn sẵn sàng về với nước,
chuồn cáo luôn sẵn sàng về hang, rắn rết xuôi luôn sẵn sàng về đất như thế nào, thì mắt tai mũi lưỡi của mình nó cũng luôn luôn ở trong cái tình trạng là sẵn sàng chạy theo xảo trần, là như vậy đó. Mẹ nó chạy theo như vậy mình khỏi đó mình cũng biết rồi, là chỉ có khổ thôi. Vì sao? Muốn không được là khổ, ghét sợ mà phải gặp cũng là khổ, rồi sau cùng chính vì có ái mà nó dẫn đến cái sự có mặt ở cõi này cõi kia. Dù là cái cảnh giới an lạc hay là cảnh giới đau khổ, hãy có mặt là khổ rồi. Đây là những cái câu thường chú mà bắt buộc phải thuộc lòng, bắt buộc phải thuộc lòng, như là con nít lớp 1, lớp 2 vậy đó. Chứ không có thể nào mà đòi hỏi những cái cao siêu rồi bắt chánh đạo rồi thức giác chi, mà đôi khi mấy cái này mình không biết. Cái chuyện rất là nhẹ nhàng, cái nghĩa là có sẽ có mặt, còn sự có mặt của mình nó chính là sự có mặt của sáu thức, của sáu căn. Mà hãy có mặt của sáu thức sáu căn thì lập tức là nó phải chạy theo tình cảnh. Mà hãy nó chạy theo tình cảnh, bây giờ nó cứ lăn xăng theo tình cảnh thì mai mốt nó cũng sẽ lăn xăng đi về các cõi, nó khổ như vậy đó. Cho nên gọi là tâm luôn rung rủi ở chỗ đó. Rồi cái thứ ba là chúng sanh chịu luân hồi, chỉ riêng cái chỗ này thôi cũng lớn chuyện, cũng nhiều chuyện để mình nói với nhau. Ngài Xá Lợi Phất, ngài từng có một cái câu nói mà tôi đã thuộc bằng chữ Pali mà bữa nay tôi quên mất tiêu. Nếu mà ai mà tìm được thì phải nói là bạn hiền đó, đó là bạn hiền đó. Bạn hiền cái này người cũng từng chịu khó để ý những cái câu kinh đó. Ngài nói luân hồi là gì? Luân hồi nó chỉ là cái sự tiếp nối của 12 xứ, nó chỉ là sự tiếp nối của cái nhãn thức đời này là nhãn thức đời sau, nhãn thức đời này nhãn thức đời sau, sự tiếp nối của cảnh sắc cảnh thanh cảnh khí, lúc rồi biết cảnh này lúc biết cảnh kia, thì luân hồi nó chỉ là sự tiếp nối, luân hồi nó chỉ là cái sự tiếp nối của 12 xứ thôi. Tức là lúc thì tâm nhãn thức, lúc tâm nhĩ thức, lúc thì cái cảnh giới này lúc thì cảnh giới kia, nhưng mà gom gọn lại nó chỉ là sự tiếp nối của 12 xứ. Thì sự tiếp nối nó tiếng Pali gọi là samtana, samtana là sự tiếp nối. Mà nó hay chỉ là ba cái chữ này đó, nếu mà viết tắt là S T N thì Pali là samtana, mà tiếng Việt là sự tiếp nối. Thế cũng là cái dễ nhớ nha. Bữa học mình học được mấy chữ rồi, cái chữ quăng cá là cong queo quanh co, cho nên tôi lựa cái chữ quanh co thì nhớ quăng cá là quanh co, rồi cái samtana là sự tiếp nối, cho nó dễ nhớ ha. Chứ mình tiếng Mỹ có chữ hô là lỗ hay là hố, thì tôi cố ý tôi giữ là một chữ hố thôi, cho dễ nhớ. Hô là hố, cho nên sinh hồ là hố tử thần. Không biết các bạn trong đêm mình ai biết cái hố tử thần không? Nghĩa là lâu lâu biển đất nó sập nó làm cho một cái hố thật là sâu thật là rộng nha. Các vị có thể thấy những cái có những cái hố mà nhìn ớn lắm, các vị vào trong Google về đất chữ sinh hô, nó có vị sẽ gặp những cái hố mà coi như nó nút chỉnh một cái tòa nhà lầu mấy tầng, rồi nó làm nó một cái hố phải nói là sâu quắm, có thể nói là nhà lầu mấy tầng là mất tiêu, phải nói là mất tiêu chứ không phải là chỉ nghiêng chỉ sập, không phải. Cái này là mất tiêu cái tòa nhà đó luôn, mất tiêu. Cái chữ hô nghĩa là hố, mà sinh hô cái là hố tử thành á. Việt Nam là hố tử thành, hoặc chiếc xe hơi của mình thì nó lọt vô nó ngon lành, nó giống như là cái viên kẹo mà bị chìm ở trong cát vậy đó, nó đơn giản như vậy đó. Thì ngài sẽ là phát triển luân hồi với là sự tiếp nối của 12 xứ thôi. Tuy nhiên ở đây chúng trong kinh này, trong cái độ trong cái bài kinh này, chúng ta đã thấy ai là người chịu luân hồi, thì trong đây mới để là chúng sanh chịu luân hồi là vì sao, là tôi nhắc lại là vì trong hoàn cảnh này, vì cái căn cơ của người nghe họ phải được nghe như vậy đó. Phải được nghe như vậy, nghe là ai chịu luân hồi là chúng sanh chịu luân hồi chứ ai. Đó là cách nói đơn giản nha. Còn cái cách nói sâu á thì phải hiểu đó là sự tiếp nối của năm quẩn, của 12 xứ, của 18 giới nha. Như chúng ta biết là có trường hợp ở trong đời sống là chúng ta nói H2O, nhưng có lúc thì chúng ta nói là nước. Nghe kịp không? Các bạn nghe kịp không? Tức là có lúc chúng ta nói H2O, nhưng có lúc chúng ta nói là nước. Cũng vậy, có những chúng sinh trong một cái trường hợp đặc biệt nào đó, Đức Phật Ngài nói là ô, cái đó là quẩn xứ giới đế thôi, cái đó chỉ là
sắc thọ tưởng hành thức thôi, là hai hắc heo đó, lúc đó là cách tới của hắc heo. Nhưng mà có lúc này nó là chúng sinh, là mình đọa lạc trong đời này là do mình mang thân thân người, thân thú, thân... có những người nó phải nói gì họ mới hiểu, họ mới thấm. Có những người đó là họ phải nói cho nó rốt ráo rồi tới nơi tới chỗ họ mới thấm. Thấm. Cho nên cái câu thứ ba là sắp tố sang xa rama và tí là như vậy đó. Ai chịu liên hồi là chúng sinh chịu liên hồi, mà biết Phật pháp thì mình đâu có hiểu đơn giản như vậy, mình còn hiểu hơn nữa là tại sao có sự luân hồi, là bởi vì chỉ có chúng sinh mới có tâm, chỉ có chúng sinh mới có phiền não. Chứ còn cây cỏ đất đá thì làm gì nó có tâm, làm gì nó có phiền não nha, mà chỉ có chúng sinh nó có tâm, bởi vì nó có tâm nên cho nên nó mới có phiền não, rồi nó mới có dẫn đến luân hồi. Cái ý nó sâu như vậy đó. Cho nên ở đây cái gì luân hồi mà nó là chúng sinh, rồi cái thứ thứ cái còn cái gì nữa không? Rồi cái gì là cái đại quả của chúng sinh? Cái gì là cái đại quả của chúng sinh? Cái đại quả của chúng sinh nó chính là cái sự tầm luân, gọi là thứ nhất là kinh xúc chane tiết phú quý sanh, cái gì mà nó tạo ra chúng sinh. Cái thứ hai là nó cái gì mà nó tạo ra cái gì mà nó tạo ra cái sự dung rủi của con người, tác xã thà và tiết chính là cái tâm. Cái thứ ba đó là kiên xuất sanh xa đó mà bà đi cái gì mà nó chịu cái cảnh luân hồi. Và cái thứ tư đó là kiên xuất tác xã mà hát phá danh, cái gì mà nó là đại quả của con người. Thì cái đại quả này chính là cái dòng sinh tử. Bởi vì trên đời nếu mà hiểu theo bài kinh này đó thì chuyện gì trên đời này cũng là chuyện nhỏ. Chữ má hát, má ha đó chính là chữ má ha nhé. Má ha là to, lớn, hay là nghiêm trọng, hay là trọng đại, tùy chỗ mà hiểu. Má ha. Nhưng mà khi theo luật Pali đó, cái khi mà má ha mà nó cộng với cái chữ phá giác thì nó phải bỏ dấu quyền đi, nó thành là Mahapaya, có nghĩa là đại họa hay là đại nạn. Hay là cái sự kinh hoàng. Cái chữ phá giá nó có nhiều nghĩa, nó nghĩa là tai họa, tai nạn, mà nó cũng có nghĩa là cái sự sợ hãi nữa. Cái sự sợ hãi lớn. Thì mới hát phá ra cái là đại họa đại nạn. Thì đối với con người mình cái gì, cái đối với chúng sinh thì cái gì, chuyện gì nó cũng là nhỏ hết, là chỉ có cái sanh tử. Cái quách ta đúc khác, quách ta chấm dưới nha, quách ta đúc khác, khổ trầm luân ấy, cái đó, đó mới là cái đại họa lớn. Bởi vì từ cái khổ trầm luân ấy, từ cái trầm luân nó mới nảy ra cái chuyện mà sanh ly tử biệt. Rồi là can qua chiến tranh, rồi thiên tai nhân họa. Thì tất cả những cái đó, đó nó từ cái khổ trầm luân mà nó ra. Trung kinh nói tới khổ trầm luân, trung kinh nói nhiều lắm, cái sự sa đọa trong các cái cảnh giới đọa xứ đó, đó là một cái khổ. Rồi ngay khi được làm người đó, cái cảnh mà vợ chồng con cái cha mẹ mà phải lìa xa nhau do cái hoàn cảnh sống, rồi do chiến tranh, do thiên tai, rồi vì cái kiếm sống mà người ta phải đi vào đại dương, sa mạc, núi cao, rừng sâu, rồi phải chịu đói rét, rồi phải chịu độc trùng mãnh thú, tất cả những cái đó đều là khổ trầm luân hết. Khổ trầm luân, các vị có biết những cái buổi trưa nắng chang chang mà tôi gặp người ta đạp xích lô đó, tôi thấy tôi cũng ngán cái cảnh sanh tử. Rồi ngày xưa có thời gian ở Biên Hòa mà giặt trưa nắng chang chang mà tôi gặp người ta gò cái lưng mà người ta đi đập đá đó, tôi cũng ngán sanh tử. Mà những cái buổi trưa nắng chang chang mà mình nhìn lên núi mà thấy cây cỏ nó khô héo cằn cỗi, tôi cũng nghĩ đến cái thời kiếp hoại, cái lúc mà cái trái đất nó tiêu hủy đó, cũng ngán sanh tử. Rồi những lần đi vào bệnh viện mà thấy người ta đau khổ rên rỉ, mình cũng thấy cũng ngán sanh tử.
mà nằm bệnh viện nó có nhiều cái khổ mà mình lấy mắt mình nhìn mình không có thấy đâu, mà mình phải nghĩ thêm mới thấy đó là có những người nằm trong đó họ biết chắc chắn là qua không khỏi. Thì mình thường đang y mà bây giờ ông lấy bây giờ đi đâu bây giờ tôi ráng nằm ở chờ chết, rồi có những cái hoàn cảnh bi thảm lắm, nằm bệnh viện cũng không có tiền đó, không có tiền rồi cứ nằm thoi thóp vậy chờ người nhà bán đất chạy vậy vay mượn chỗ này chỗ kia khổ lắm quý vị. Tức là có những cái cảnh khổ mà lấy mắt nhìn mới thấy, và có những gia đình đông con nó nheo nhóc rồi chờ mẹ về mua được miếng nấm gạo nấu cháo ăn, rồi có những cái nhà mà có những ông bố thì nghiện ngập đánh vợ đánh con, rồi có những cái cảnh mà mẹ chồng nàng dâu đó, rồi có những cái cảnh mà đi lấy chồng mà phải xa xứ, đó cũng là cái khổ. Rồi có những cái khi mà trái gió trở trời xứ người quạnh hiu, không có thân nhân mẹ bạn giúp đỡ cũng là cái khổ. Rồi tù tội lao lý cũng là cái khổ. Rồi vì lánh trốn lánh lánh pháp lực, trốn lánh kẻ thù cũng là cái khổ. Rồi trời nắng trời mưa, nóng lạnh đói khát bệnh tật cũng là cái khổ. Ngồi mà kể ra đó, thì cái dòng sanh tử luân hồi đó là nó là trung tâm cung cấp các nỗi khổ, mà kể tới đâu thì lẫm sinh sống tới đó. Mà mình thì có cái được là cái máu anh hùng, có nghĩa là khi mà cái khổ nó tạm lắng rồi đó, bắt đầu yêu trợ đời trở lại đó. Cái là tôi gọi anh hùng, cái là hùng, nhưng mà chắc phải bỏ chữ ca đi, phải thêm chữ ca nó là anh hùng, nhưng mà thêm chữ ca nó là anh khùng, không có cái gan đó. Như một đứa bé đó, có nghĩa là nó bị đánh nó khóc, nó bị té nó bị khóc đúng, nhưng mà hễ qua cái cơn đó rồi là nhăn răng nó cười, đưa nó cục kẹo, đưa nó cái bánh, cái là quên hết. Thì mình cũng vậy thôi, mình nói mình trưởng thành mình hơi con nít, chứ thật ra nó so với thánh nhân đó, thì mình y như nít vậy đó. Mà trong kinh nói nó phàm phu giống như người điên vậy nè, âm bát ca bút chút chân nè, phàm phu giống như người điên thì có nghĩa là đi thích những cái mà nó làm khổ mình, chứ không phải điên cái khổ gì nữa. Âm mắt tất ca của tôi chân à, âm mắt tất ca của tôi chân à, làm đi thích những cái nó làm khổ mình, những cái nếu mà mình biết cho tới nơi tới chốn một chút đó, thì cái chuyện mà mở mắt ra mà nhìn cái này cái kia đó, nó cũng là một sự vô ích. Cái sự theo đuổi những cái âm thanh, những cái mùi thơm, những cái vị ngon đắng cay bùi ngọt béo, tất cả những cái sự theo đuổi nó cũng là cái khùng đó. Có cái lòng theo đuổi đó là đã khùng rồi, bởi vì những cái đó là những cái nguồn khổ, những cái cội khổ, những cái gốc khổ. Nhưng mà nó khổ ở chỗ đó là cứ đi kiếm riết, cho nên cái tâm luôn dông đuổi là như vậy đó. Nó lông dông đuổi từ cái chỗ đó đó, cho nên mình mới khổ, mình cứ đi tiệm này tiệm kia mình thích. Cái ở đây là cái này là kinh su tắc sa ma hát ra, cái gì là đại quả cho chúng sinh thì trong đây nó chính là luân hồi, chính luân hồi là cái đại quả của chúng sinh. Phải ghi giúp thầy quên chánh kinh chỉ ghi chữ đúc khác, nhưng sớ dạy cho biết phải hiểu là khổ trầm trầm lơn. Khổ trầm lơn đó chính là cái quả chúng sinh ha. Rồi xong cái bài kinh đó rồi, bây giờ cho tôi xin bài tiếp theo. Tôi xin bài tiếp theo. Biết cái cô Huy có đi mất rồi trong kinh rồi đó, trong room nó còn ai không nữa. Cho xin tiếp theo có nghĩa là cho xin cái phần tiếp theo là cho xin chánh kinh bằng tiếng Việt, chánh kinh bằng chữ Pali và cái chú giải. Nếu được thì bị bỏ vô trong cái blog mà Việt Theravada đó, tại định lỡ mà mình không có MC chánh á, thì những người mà đi giúp và đột xuất á thì có thể vô trong đó khiên bài bỏ qua giùm. Rồi xong luôn.
cứ bỏ sẵn. Tại sao tôi phải làm khó các vị là tại vì tôi phải mở cùng lúc hai ba máy thì nó chết tôi rồi. Rồi tôi mới chạy đó tôi tha ra mà cái máy tôi cái máy trời ơi nó chậm, cái này lấy của người ta. Họ nói vui lắm, người nói xài xin xài mỗi ngày, xài máy giỡn hư không tiếc rồi đã. Cái gì sanh thành người, cái gì luôn dung đuổi. Ở đời mình thấy cũng như cái suy nghĩ vui ha. Có người thì họ nói là cứ xài hoài, xài đồ tốt nó hư uổng. Còn có người nói chính vì xài hoài phải xài đồ tốt. Cả hai cái điều đúng. Còn có người nói đời sống nó ngắn ngủi không có hưởng thụ là uổng. Còn có người nói đời sống ngắn ngủi phải lo tu tập chứ không thôi quan quý kiếp người cũng là uổng. Các người thấy dễ xài ha. Cũng mang cũng con người với nhau mình suy nghĩ vui thì chứ. Có người thì nói là đời sống ngắn ngủi không hưởng thụ thì uổng cũng hay. Nó cũng có cái lý của nó. Thì người thứ hai nó ngắn ngủi quá mà lo hưởng thụ như vậy đó mà không lo tu hành nó cũng là uổng. Cả hai câu đều đúng, dĩ nhiên đúng theo cái góc cạnh chủ quan. Còn cái quan điểm thứ nhất cho rằng cái gì mình xài ngày nào cũng xài, xài với đồ tốt nó hư uổng lâu lâu có gì. Khi nào lâu lâu xài lần á thì mình cứ xài đồ tốt, mình xài được mấy chục năm. Còn cái chuyện mà mình xài mỗi ngày mắc thì phải xài đồ tốt. Cho nên tôi biết có nhiều người họ lạ lắm, bao nhiêu cái đồ quý họ chỉ để dành trong cái dịp mà lễ lạc tiệc tùng, từ cái đồng hồ đến áo quần vừa ý đó, chỉ để dành để xài trong những dịp đặc biệt thôi. Nhưng mà tôi không đồng ý cái đó. Tôi nghĩ rằng đời sống mình thứ nhất nó ngắn ngủi, mình biết sống nay chết mai. Thứ hai nữa là đời sống nó chính là bây tại đây và bây giờ, thì tại sao mình phải chờ đến một lúc khác là sao? Các vị nghĩ có đúng không? Đời sống là tại đây và bây giờ, mình cứ chờ cái khác, chờ cái nghiệp đó, cái nghiệp đó khiến người ta có những suy nghĩ gì lại rồi. Cái bài kinh tiếp theo nó y chang như bài thứ nhất vậy đó. Có nghĩa là cũng có một cái người khác họ hỏi và Đức Phật cũng trả lời, nhưng mà ở đây đó là cái câu hỏi có một cái điểm khác chút xíu. Cái khác chút xíu là khác ở cái câu thứ tư á, cái bài kinh trước người ta học đó, cái câu thứ tư là cái gì là cái đại họa của chúng sinh. Quên nữa. Không nhận qua tôi giảng xong mà ngày nào cũng vậy, mà giảng xong là tôi cứ băn khoăn là hồi nãy có điểm đó tại sao mình không nói cho nó nhiều hơn chút là một, hoặc là cái bản dịch đó tại sao mình không dịch lại, hoặc là bản dịch đó có một cái vấn đề cần phải lưu ý. Giảng xong rồi nó mà cái tâm nó cứ vương vấn ít lâu đó, khoảng gần 1-2 giờ đồng hồ nó mới yên. Thì hôm qua cái bài kể hôm qua đó, cái bài mà con là chỗ nương tựa, rồi vợ là người bạn đời, được cái gì nữa đó, cái gì mà có mưa có địa đại gì đó, tại vì tôi xin cái đó được không? Rồi xong luôn. Cái câu kể đó phải dịch lại đi, thì nếu không có dịch á nó kỳ dữ lắm nha. Dạ rồi, để là từ sự. Rồi cái câu này nè là phải dịch lại nha, các bạn nhìn coi nó rất là kỳ. Con là cơ sở người đó, vợ thần mưa là trì mạng, y cứu là địa đại. Trong khi cái câu này nó bây giờ các vị dọn bản tiếng Anh lẫn bản tiếng Đức không có như vậy nha, mà cái chữ tối thượng đây nghe nó đối với người Việt Nam nghe nó cũng sốc, là bởi vì thường mình nghe chữ tối thượng là ở cái gì nó mang cái tính tâm linh ghê gớm thiêng liêng gì kìa, còn cái bàn xã nó có cái gì đâu mà lên đến chữ tối thượng, đâu có chữ paramo trong kinh á, thì nó không có ghê gớm như là cái chữ tối thượng của mình. Bởi vì nó thí dụ như bây giờ cái chữ paramo trong tiếng Mali nó rộng lắm, thí dụ như là để cắt một cái vật gì đó thì dao búa là paramo đó, cho nên đây mình dịch là tối thượng thì nghe nó có vẻ nó cao siêu quá nha. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa ở đây đó, cái câu là phải dịch như thế này,
Cho tôi xin câu hỏi, cho tôi xin cái câu hỏi luôn nha, cho tôi xin cái câu hỏi luôn. Các vị chỉ có cho câu trả lời thôi, cho tôi xin luôn cái câu hỏi. Cho tôi xin câu hỏi đi. Cái câu hỏi của cái câu kệ mà hỏi đó, rồi có cái phần Pali luôn nha. Cho tôi xin cái đó. Cái này bắt buộc phải dịch lại, bắt buộc phải dịch lại. Rồi, cảm ơn. Trong cái câu hỏi nó chỉ có ba mà thôi, có nghĩa là cái gì là chỗ dựa cho nhân loại. Rồi ai là bạn thân nhất, ai là bạn thân nhất, chỉ cái đây là cái chữ paramo là bạn, là bạn bạn thân, cái chữ paramo là thân nhất, ai là bạn thân nhất. Rồi cái thứ ba nữa là đối với các loài sống trên mặt đất thì sao? Phải, tức là cái câu thứ tư, nó phải là câu hỏi. Lấy cái câu thứ tư đem bỏ để đem lên phía trước, vì câu thứ tư nó là bắt đầu cái câu thứ ba. Đối với cái loài sống trên mặt đất thì đối với các loài sống trên mặt đất thì đời sống dựa vào cái gì? Đó, làm ơn. Đó, cái câu kệ nó dịch lại như vậy đó. Cho nó yên cái lòng của tôi đi nha. Ở đây nó chỉ có ba thôi. Một là cái gì ấy, là chỗ dựa. Cứ hãy nhắc lại cái là bỏ nuốt chữ người ta. Cái gì là chỗ dựa cho nhân loại? Ai là bạn thân nhất? Và đối với các loài sống mặt đất thì đời sống dựa vào cái gì? Chỉ có ba cái đó thôi đó, mà trong khi đó mình thấy đó là cứ dịch sát cái thứ mức mà đọc vô nó đó là biết con rái luôn. Con là cơ sở người, vợ là bạn tối thượng, thần mưa là trì mạng y cứ vào địa đại. Trong khi cái chữ Pali là Pathavisita, cái lò sống trên mặt đất. Pathavi là đất, Pathavi là đất, Sita đó là y cứ nè, là nương tựa nè, rồi dựa dẫm. Không biết ở đây trong có nghe chữ dựa dẫm không? Dựa dẫm chứ không phải là dọa dẫm nha. Dựa dẫm có nghĩa là nhà có thằng kiếm có là được rồi, chứ dựa dẫm ô cái thằng đó nó bất tài, vô dụng, vô đức, vô năng, mà chẳng qua tại nhờ ông già nó có quen biết cái mấy ông bự thì nó sống dựa dẫm vậy thôi, chứ còn nó có biết cái gì hết á. Dựa dẫm ở Việt Nam có một câu là nhà mặt phố mà bố làm to là vậy đó, làm to nó phải làm to nha. Nhà mặt phố bố làm to là Việt Nam mình chỉ cần hai cái đó là coi như là sống trên đầu người ta rồi. Nhà mặt phố coi như là bản thân mình có thể mình buôn bán cái này cái kia, hoặc là cho thuê, là sống khỏe đô, nhất là quận 1, quận 3, quận 10. Nếu mà nhà mặt tiền đó là coi như là khỏe lắm, cứ là cho người ta mở văn phòng, cho người ta mở tiệm, mở quán gì đó là sống khỏe đô, tháng một vài ngàn đô la là có đó. Nhà mặt phố là vậy đó. Còn bố làm to là coi như là tha hồ, suốt ngày người ta tệ, người ta nhờ cậy dựa dẫm là mình sống đã luôn. Và từ đó nó mới nảy ra cái ý thứ hai, đó là hy sinh đời bố và củng cố đời con, là vậy đó. Rồi cái Pathavi là đất, mà Sita là y cứ, là nương tựa. Mà chữ Sita này nó có nhiều nghĩa, nó có thấy cái dạng nó vậy nhưng nó có nhiều cái nguồn gốc mà khác nhau, chứ không phải là chỉ có một gốc. Chữ Sita nó có cái, có trường hợp nó có nghĩa là nụ cười, nó có là cái nụ cười. Mà còn cái Sita
nghĩa là cái sự mát lạnh, si tá hay là si tí ha, si tá hay là si tí là sự mát lạnh, nghe cái đó nhớ cái đó, giống như là bá hú là nhiều, mà ba hú là cái cánh tay, nhớ nha. Bá hú là nhiều và bá hú là cánh tay. Ok, rồi xong cái câu kệ đó là câu hỏi thôi. Thứ nhất đó là ai là cái chỗ dựa cho con người, thứ hai là ai là cái người bạn thân thiết nhất, chứ cái việc tối thượng nghe lạnh sống quá, bạn thân thiết nhất hồi nãy tôi có nói rồi, trong cái để mình cắt một cái món gì đó thì dao búa là số 1. Cái chữ số 1 đây nghĩa là trong tinh, trong trường hợp đó là vẫn là chữ paramat. Còn ở trong tiếng Việt Nam mình chữ tối thượng nghe lạnh quá, ông thấp ông cao, trễ nãy rồi sân si, mà kêu là tối thượng thì kỳ quá, mà kêu là bạn thân nhất của ông chồng thì được, chứ còn mà kêu là trễ nãy đã kêu mà tối thượng thì lạnh quá. Rồi cái thứ ba đó, cái này kiểu ba câu hỏi là đối với các loài mà sống trên mặt đất thì họ phải dựa vào cái gì để họ sống, thì trong đây nó là nhờ mưa, từ mưa. Và cái chữ mưa đây cái nghĩa phải hiểu rộng lắm, mà ngày hôm qua tôi muốn nói mà tôi mất cái chữ thì tôi quên mất. 3/4 hành tinh này là chi? Ba phần tư diện tích thì đúng hơn, 3/4 diện tích trái đất là được bao phủ bởi các đại dương. Nó quan trọng rồi đó, cái phải hiểu gì nó mới thấy lạnh sống. 3/4 diện tích trái đất được bao phủ bởi các đại dương, mà mình hiểu rồi, đại dương là nước, không? Thì chỉ với cái diện tích đó thì cái lượng hơi nước nó mới đủ để cung cấp nước mưa cho cái phần còn lại, tức là các lục địa nha. Mà cái hơi nước đó ở đâu nó ra? Là do cái sức nóng của ánh nắng mặt trời nó bốc lên, nó thành mây, nó thành sương, rồi từ chỗ đó nó mới rơi ngược trở xuống đó. Cho nên nếu mà hiểu cái đó mình mới thấy tại sao nước nó là chỗ dựa, nước mưa đó mà tại sao nó là chỗ dựa của những loài sinh mặt đất là như vậy đó. Chứ còn mình nếu mình hiểu theo kiểu nhờ có mưa rồi tôi mới trồng trọt được, nhờ có mưa rồi tôi mới tắm mát thì cũng được, nhưng mà nó hơi nghĩ hơi nghèo, mà phải hiểu hiểu như vậy mới thấy lạnh sống. 3/4 diện tích trái đất là bao phủ bởi nước, và với một cái diện tích mà bao la bát ngát như vậy nó mới đủ để cung cấp hơi nước cho các cái lục địa. Và cái hơi nước ở đây nó không chỉ là cho cây cối, cho đất đá, mà nó còn là chính là cái nguồn dưỡng khí của mình. Bởi vì các cái ngôi sao, các cái thiên thể, các cái hành tinh mà trôi nổi trong vũ trụ, cái chuyện đầu tiên mà mình xác nhận được nó có sự sống giống trái đất hay không là phải là dựa vào cái chuyện là nó có hơi nước hay không. Chỗ đó quan trọng lắm. Cho nên ở đây đó là cái câu kinh mình mới nói một chuyện đó là đối với các loại sinh mặt đất dựa vào mưa là như vậy đó. Bởi vì nó bốc hơi lên mà nó chịu rớt xuống thì cũng chết quất nha. Nó bốc hơi lên nó thành mây rồi nó phải rơi đỡ xuống chứ. Rồi xong cái bài kinh nó đã giảng xong, tại vì nó có cái nó hơi dương rắn vậy đó, cho nên phải quay trở lại trước. Rồi bây giờ mình đi trở lại cái bài kinh tiếp theo. Cái bài kinh tiếp theo đó là cái gì sinh thành người? Kinh Suchani Tipurisan, y chang ngay trước. Kinh Sutas Samhita Vati, chúng sanh lang thang trong rủi là do cái gì? Là do cái tâm. Rồi cái kinh có nhớ như vậy, các vị còn nhớ cái chữ trong rủi này không? Nó tôi định nghĩa các vị còn nhớ không? Nó có hai. Rồi sạc chết rồi, nó quên sạch rồi. Một là trước mắt thì nó chạy theo cảnh này cảnh kia. Rồi thứ hai, mình chết rồi thì nó đưa mình về cảnh giới này cảnh giới kia. Nó có hai cái như vậy. Trước mắt thì năm nay có, trước mắt thì nó chạy theo cảnh sắc cảnh tinh, mắt thì cứ kiếm dịp để kiếm cái cơ hội để nhìn, ta là kiếm cái gì đó để nghe.
đó là cái trước mắt. Rồi còn cái thứ hai là chính cái tâm nó mới đưa mình đi cõi này cõi nọ. Cái nó có hai cái sự rung đuổi như vậy. Rồi cái thứ ba ở đây đó là cái gì luân hồi, đó là chúng sinh, bởi vì chúng sinh nó có tâm, mà có tâm nó mới có nghiệp chứ. Rồi cái thứ tư đó là cái câu hỏi là, cái câu hỏi thứ tư đó là dễ sợ thì các vị có thể tưởng tượng không? Các vị boss bài như vậy, các vị có phải hại bạn không? Hả? Các vị boss bài như vậy có phải là tào lao không? Hả? Hay là các vị có ý các vị muốn thử tôi? Hả? Tôi thấy làm lạ, tôi thấy sao cái câu hỏi đó mắc mới thì không trả lời hết nhé. Vị boss thì có phải chết thì không? Các vị nghĩ kỹ đây đây này, tôi cho các vị coi này. Hai cái nó nằm kế bên nhau thế này. Đúng là râu ông này cấp càng mà kia. Các vị coi, các vị giải thích, các vị gửi như vậy, các vị có đầu được râu nói không? Cái gì sanh thành người, rồi cái gì luôn dung rủi, cái gì chịu luân hồi vì đâu không giải thoát. Rồi cái câu trả lời là ái dục sanh thành người, chính tâm luôn dung rủi, chúng sanh chịu luân hồi, chính nghiệp người nương tựa. Các vị nghĩ hai cái đó nó nằm kế bên nhau, các vị có chịu nổi không? Hả? Ở vị trí chồng của con, ở vợ của thằng Tèo là ai? Cái lấy vợ của thằng Tí đút vô. Các vị nghĩ có phải nó đánh ghen cho mà bẻ làng không? Hả? Vợ của thằng Tí đâu có đút vợ thằng Tèo vô. Chết rồi. Cái này đúng là ông này bà nọ. Cái người này mình nhìn cái người boss bài là mình biết ý họ cũng là háo danh lắm đây. Cái người cũng thích ông này bà nọ, cho nên nó chỉ có người mà mê cái chuyện ông này bà nọ nó mới đi boss bài cái kiểu này la luôn. Không, nói cho vui thôi. Mình nhìn biết là người có chí lớn, thích làm ông này bà nọ. Ông này bà nọ này có nghĩa là thằng Tèo mà nói gần ai đó chứ không phải của nó. Ok. Cái gì kinh su chan ni tu pu ri san, cái gì mà nó tạo ra chúng sinh, kinh su tát sa vi tha và tí, cái gì mà nó tạo ra cái nó làm nên cái cuộc mà lang thang trong đuổi cho chúng sinh. Cái thứ ba là kinh số sanh sa ra ma ta đi, cái gì nó dẫn tới cái gì nó chịu cái cảnh luân hồi. Kisma na parimuchati ti, do đâu mà mình không có, do đâu mà mình không có giải thoát được đau khổ. Cái câu kể này nó rất là sâu, nó sâu kinh khủng. Có một điều là nếu không có học vô lý thì cái câu này rất là tối nghĩa. Nó tối nghĩa ở chỗ nào? Nó tối nghĩa ở chỗ là ở trong câu trả lời, trong câu hỏi là vì đâu không thoát khổ. Thì cái câu trả lời là do khổ nên không được giải thoát. Đã không? Nếu không học vô lý là cái câu này không có cách chi mà mình hiểu được hết. Do khổ mà không có được giải thoát làm sao? Thì cái câu này nó phải được hiểu như thế này. Ở trong chú giải của cái câu này, chắc ra ma arana muchaya pili ta na ma phinh ha so a sa va nang sa ma ba da a vi cha cha pa wat ta ti. Nhà tịnh sử thì dịch rất là gọn, đó là chúng sanh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu vô minh. Đó là như vậy đó. Có nghĩa là chúng ta hình dung cái vòng tròn duyên khởi, nó là một cái vòng tròn khép kín. Vòng tròn khép kín mà nó nôm na đó là do có phiền não nó mới dẫn đến tái sinh.
mà hãy có tái sinh thì nó có bị các cái nỗi khổ. Nỗi khổ do cái gì hả? Tôi nói rồi, bây giờ các vị phải nhớ, khổ có hai, có ba cũng được, mà khổ có hai cũng được, tức là khổ do nghiệp bất thiện, mà rồi thứ hai là khổ do bản thân cái sự có mặt, nó đã là khổ rồi. Rồi chính vì khổ đó cho nên chúng sanh mới lây quay, đây lây quay, lây quay, lây quay, mà chính từ cái chỗ lây quay đó đó, cho nên là nó mới dẫn đến ba hành. Đã, cái chỗ này nó sâu, sâu chỗ đó, do khổ quá cho nên nó mới lây quay, nó lây quay để nó đối phó. Mà nó đối phó bằng cách nào? Không có chư Phật ra đời thì làm gì mà biết bát chánh đạo? Trong khi cái mình đối phó bằng bát chánh đạo rồi ok, đằng này mình đối phó bằng cái gì? Đối phó bằng phi phúc hành, đối phó bằng phúc hành, đối phó bằng bất động hành. Mà tam giới thì như hỏa trạch, trong ngôi nhà đang cháy thì mình phải chạy ra ngoài, còn đằng này không. Một người thì leo nóc nhà, người thì chung sàn, người thì chui nhà tắm, người thì mở chủ tủ áo chung vô đứng đó. Thì tưởng tượng là có động trời không? Nhà đang cháy mà không chịu chạy ra ngoài, mà cứ leo nóc nhà làm cái gì? Hả? Rồi chung xuống sàn mà thoát à? Rồi chung vô nhà tắm tưởng có nước là ngon à? Rồi mở tủ áo đứng như trong đó khôn à? Cái đó là khôn hay sao? Nóc nhà cũng không được, chung sàn cũng không được, chung như nhà tắm cũng không được, mà chung như tủ áo cũng được, có chỗ nào xài được hết, chỉ có cái ra khỏi nhà thôi. Đấy, cho nên nó là khổ quá thì nó phải lây quay. Mà lây quay ở đây là lây quay là cách nào? Nó lây quay bằng ba hầm. À, nó khổ quá cho nên là cha ra mắt là nam mút chài á, vì li ta nó là phân nhà sô, vì cứ liên tục cái câu này phải dịch, vì cứ liên tục cái câu này phải dịch từ câu thứ hai trước, vì cứ liên tục bị áp bức bởi những cái khổ, vì cứ liên tục bị áp bức bởi muốn sai giác là cái cơn cuồng loạn, bị áp bức bởi những cái cuồng loạn trong cái cõi sanh già đau chết, cho nên là nó mới là a sa va năng sa mất bà đà, nó mới nảy sinh ra cái chuyện gì, nảy sinh ra tứ lậu, rồi từ tứ lậu nó mới là cái điểm dẫn đầu cho vô minh. Nhưng mà nói như vậy là nói dành cho cái người nôm này, nói nôm na dành cho người sơ cơ thôi, chứ chúng ta phải biết rằng cái tứ lậu vô minh nó là một khối. Dạ, nó là một khối, nhưng mà khi mình để phân tích á thì mình thấy làm như là kỳ nhông là ông kỳ đà, kỳ đà là cha cắt ké, rồi cắt ké là mẹ kỳ nhông, mình tưởng là nó có cái thứ lớp theo cái kiểu mà hàng mà chiều dọc, cái thật ra những thứ này đó là nó vừa chiều ngang mà lẫn chiều dọc, phải nhớ cái đó nha. Giáo lý duyên khởi là nó là một cái dòng chảy mà vừa có chiều ngang lẫn chiều dọc, chứ không phải theo cái kiểu chiều dọc, có nghĩa là kỳ nông là ông kỳ đà như vậy, là hiểu vậy là nó nghèo lắm nha. Tức là khi mình thích cái gì đó thì ngay trong cái thích đó nó đã có tứ lậu trong đó. Bởi vì cái vô minh ở đây đó mình gọi là, mình nói là vô minh duyên hành, là mình tưởng cái vô minh này nè là nó không có, nó không mắc mớ gì cái vô minh trong cái vô minh lậu, không phải, không phải, mà chính là nó đó, chính là nó đó, chính là nó. Hãy cứ nhớ chừng thế này, hãy bất cứ lúc nào mà có cái tâm sở chetana, tức là cái tư đó, thì ngay lúc đó nó đã có hành. Mà chính tâm sở tư đó, đó nó chính là nghiệp hữu. Tôi nói mà tôi cứ rầu, không biết có bao nhiêu người nghe cái này mà chịu nổi đó. Tại sao tôi chán, tôi muốn giảng Bồ Tát, là bởi vì mình không biết ai là ai hết. Ở đây dĩ nhiên xin nói rõ là không có dám đề cập đến chư tôn đức ở đây, xin nói rõ cái đó. Cho nên mong các ngài đừng bao giờ có một cái phiền lòng nghĩ rằng tại sao ông tôi khi ông giảng mà ông nói những câu rất là kỳ, là bởi vì thật ra đó là ông không có nghĩ mình là những thính giả mình trực tiếp của râm, mà mình là chỉ người ngồi trên chứng minh thôi. Dạ, thì phải nói là những khi nó nản chỗ đó đó, mà nghĩ mạt pháp là mạt cái chỗ nào? Nó mạt cái chỗ là Phật tử đi chùa không có tha thiết học thì cái giáo lý cho nó tới nơi tới chốn, cho tới cái hồi mà mấy ông thầy mà ông giảng á, mà giảng sâu quá, giảng chi tiết quá, giảng chuyên môn quá thì họ ngáp, họ chịu không nổi. Mà cứ giảng cà lớt thì ai cũng giảng được. Tôi sợ nhất là cái kiểu mà bắt Phật tử nghe cái kiểu mà cứ đi chùa ráng làm phước, bởi vì ráng bố thí nghe con, mới làm bố thí là vì có phước, mà mình tu hành mình cần có phước cho nên mình phải bố thí. Mà bởi vì bố thí nó có phước cho nên ráng, mà hả mình cầu phước mình phải biết bố thí, mình cứ nói cả buổi có nhiều đó thôi. Rồi lâu là cái khác. Mình tu mình phải giữ giới, mình giữ giới nó có phước, còn mình muốn cầu phước thì mình phải giữ giới.
cứ như vậy đó. Nhiều lúc tôi nghi ngờ là mấy ông thầy giáo mà dạy văn ở ngoài đời nó cứ đè ông ra cạo đầu đắp y là pháp sư được rồi, nó khổ như vậy đó. Mà nếu mà cái Phật pháp mà cái kiểu mà ai nói cũng được đó, thì còn gì là cái tuệ giác của một Đức Phật nữa. Cứ mở kinh điển ra mà coi mình sẽ thấy lạnh xương sống. Thì ra là cái cách suy diễn của mình là nó nghèo, nó như ăn mày vậy đó nha. Cứ nói chung chung mà tôi cứ nghe nhiều buổi giảng mà tôi biết tôi nói này rất là phiền lòng, mà tôi vẫn phải nói đó là hãy cẩn thận mình xem là cách giảng của mình người đời họ có bắt chước được hay không. Cái kiểu mà giảng chung chung kiếm mấy cái đề tài mà mềm mềm á, là cứ đáp ứng mà cái nhu cầu đại chúng, ví dụ như chữ hiếu mà cứ nói hoài là bà con nó mềm lắm. Tại vì sao? Nói rồi nó đau lòng. Cái nói theo kinh tế Việt Nam ấy, cái người nắm tài sản gia đình là cha mẹ đấy. Mà bây giờ mà có cha mẹ nào mà nghe chữ hiếu mà không khoái hả, mong là ông sư nói sẽ nó lọt luôn cái lỗ tai trâu của con mình, là nó về nó có hiếu với mình chứ. Mà cha mẹ là người nắm tài sản ở trong gia đình đấy, cho nên làm sao mà ông bà là chủ gia đình mà ông bà khoái là được rồi. Cứ giảng mà cứ mà lìa xa thì nó khổ lắm nha. Ok, cho nên chính từ cái chỗ mà mình ấy, chạy trốn cái khổ mà không có sự hướng dẫn của vị chánh đẳng giác, cho nên mình cứ lây hoay cứ đi lây hoay để giải quyết cái khổ. Mà tôi đã nói rồi, lây hoay mà không có chánh pháp là lây hoay bằng cách nào? Chỉ có ba hầm thôi. Cứ là lây quay bằng cách là 12 bất thiện, lây quay bằng cách là 8 đại thiện, lây quay bằng cách là 15 thiện, xin lỗi, 9 thiện đáo đại, tức là 5 thiện sắc và 4 thiện vô sắc. Đấy, vậy tổng cộng là cứ lây quay bằng 12 bất thiện, cứ lây quay bằng 8 đại thiện, cứ lây quay bằng 9 thiện đáo đại. Như vậy thì các vị thấy là 12, 8 rồi là chính, mà cứ bao nhiêu cái lây quay mãi. Cho nên ở đây đó, lẽ ra đó là tôi phải giải thích bất thích mấy kia trước, nhưng mà tôi có điều mấy kia đã giải thích rồi nha. Cái câu thứ tư nó quan trọng, vì đâu mà chúng sanh được tạo ra, giải thích rồi. Rồi cái gì mà nó làm nên cái sự lang thang của chúng sinh, đó chính là cái tâm, rồi cũng đã nói rồi. Rồi cái gì mà nó là chỉ cái gì mà chịu luân hồi được, đó chính là cái sự có mặt của chúng sinh, rồi cũng nói rồi. Và cái thứ tư này, đúc kha nó tại mối chặt tí, cái kisma nó tại mối chặt tí, cái gì mà nó làm cho chúng sanh không có giải thoát được chính là khổ. Đấy, mà mình tu thiền quán làm sao, cứ nói mà các vị cứ quên miết ha. Tu thiền quán đời sống mình có hai cái khổ, trước hết phải nói cái đó trước. Đời sống có hai khổ, khổ do quả và là do nhân. Còn nhớ không? Tôi không biết các vị còn nhớ cái phần hồi nãy tôi đã giảng không? Khổ do quả là do quả bất thiện và do tâm tái tục. Phải nhớ cái này, khổ do quả là sao? Là khổ là do quả bất thiện. Bây giờ sanh ra là con chó, con heo. À, rồi làm người khổ, làm người bệnh, làm người nghèo, làm người không có điều kiện để mà sinh hoạt, không có điều kiện để mà sống thoải mái như người ta, thì đó được gọi là khổ do quả bất thiện. Nhưng mà nó có cái khổ thứ hai nữa, tức là khổ do tâm tái tục. Mà hạ tâm tái tục nó cũng là quả mà. Thế dù mình sanh ra mình làm đế thích thì mình làm phạm thiên. Đấy, thì sao? Thì tuy nhiên đó họ không có cái chuyện mà bệnh tật rồi đói rách lậm nấm bệnh hoạn pháp lý rồi thù quán rồi thiên tai nhân quả, đúng họ không có. Nhưng mà hãy còn có cái tâm tái tục là còn khổ, bởi vì hãy có tái tục là còn có mặt. Ok, cho nên khổ này có hai, là khổ do quả, khổ do nhân. Mà khổ do quả là như vậy đó, một là do những cái quả ác đời trước, mà thứ hai đó là do có tâm tái tục nên mới có cái thân, rồi từ có cái thân nó mới là bị sanh, bị già, bị đau, bị chết nha. Đó gọi là khổ do tái tục. Mà cả hai cái này gom chung là khổ do quả. Còn cái khổ do nhân làm sao? Khổ do nhân tức là cũng có hai. Một là do tâm bất, rồi thứ hai đó là gì? Là do sự có mặt của tâm nên mới bị sự
chi phối của chi của tám tâm tướng đó. Cái đó là như vậy đó, tức là do cái tâm bất thiện á, nó đã là khổ rồi. Thứ hai nó là do cái sự có mặt của tâm á, cho nên nó bị sự chi phối tâm tướng. Có nghĩa là lúc thì cái tâm nào đi nữa nó chỉ tồn tại trong một sát na mà thôi nhé, nó chỉ tồn tại trong một sát na thì rồi phải biến mất. Thì cái sự biến mất đó được Đức Phật gọi là cái chết. Sự xuất hiện của một cái tâm được gọi là sanh, và sự biến mất của một cái tâm được gọi là tử nha. Chứ không có đợi cái chữ sanh tử mà hiểu theo cái nghĩa nghèo á, có nghĩa là lọt lòng mẹ bỏ hỏng khóc ngon hoa đó, thì đó gọi là sanh. Rồi 90 tuổi lưng còng má hớp tóc bạc da nhăn lăn đùng ra lạnh ngắt cứng đơ, nó gọi là tử. Thì cái đó là hiểu nghĩa thì đúng, nhưng mà nó nghèo đó, nó có một nửa thôi. Đó là cái chết, cái chết tục đế, cái chết chế định, cái chết thiên thiết, cái chết giả lập. Còn cái chết chân đế, cái chết rốt ráo đó là chính là cái sự có sự xuất hiện của một cái tâm thì gọi là sanh, mà cái sự vắng mặt của tâm thì của một sắc na tâm đó thì gọi là tử. Rồi cái sắc pháp thì cũng vậy, cái sự có mặt của các cái tế bào, các cái đơn bào thì đó gọi là sanh. Và cứ mỗi khoảnh khắc như vậy thì những tế bào của mình nó bị thay đổi, bị đào thải để thay vào đó là những cái mới, thì đó được gọi là tử. Và không biết các vị còn nhớ không, 70% bụi trong cái căn phòng người ở, ở đó thêm cái chữ người ở nha, cái râm này cũng ớn mà không biết, căn phòng có người ở nha, thì 70% bụi trong đó là gì, là da khô của mình. Các vị có tin chuyện đó không? Dễ sợ như vậy. Mà da khô là gì? Tức là da chết. Mà da chết tức là những cái tế bào nó bị đào thải, mà đó chính là cái xác chết của xác pháp đó. Dễ sợ như vậy. Cái chết của danh pháp không để lại dấu vết, nhưng mà cái chết của xác pháp không để lại dấu vết. Cho nên 70% bụi, 70% bụi trong chỗ người ở hả, là da khô. Kinh khủng chưa? 70% bụi mà trong chỗ người ở đó là da khô. Mà nếu mà biết cái này rồi đó ha, là mình đi đến mình thàm, mình đến chỗ nhà mình gớm chết được. Bởi vì có cái không khí nào mà không có bụi? Mà cái chỗ có người ở là 70% bụi đó là cái da khô của người ở sống trong đó. Đó, cho nên những cái kiến thức Phật pháp mà được bổ sung những kiến thức khoa học thì nó có lợi cho mình ghê lắm, các bạn biết không? Rất có lợi, nó chỉ hỗ trợ thôi, chứ cái kiến thức bách khoa nó biết thì mấy này nó có lợi cho mình khi mình quán thể trường rồi, mà chứ mình biết thì mình đã lặng sống rồi, biết thì mình lặng sống. Và nếu mà mình biết được đó là cái nguồn bệnh, cái nguồn dơ đó, tôi chưa nói, tôi có một cái mà tôi góp kinh hoàng đó là sao? Đó là cái bàn phím của cái máy computer đó, nó dơ hơn cái bồn cầu, các bạn biết không? Cái bồn cầu ở chỗ mà mình đi toilet thấy nó ghê, mình thấy nó hôi, nó hám vậy đó, nhưng mà nó đâu có dơ bằng cái bàn phím computer. Vì sao? Vì nhiều lý do lắm. Vì cái bàn cầu là một ngày mình chỉ sử dụng nó 1-2 lần thôi, dễ sợ như vậy. 1-2 lần thôi, trong khi cái bàn phím mình ngồi hàng giờ trong đó chưa hết. Cái chất dơ mà mình dính ở trên mũ thì nó rất là mỉa mai, nhưng mà sự thật nó là phong phú, nó không có đa dạng như là cái dơ mà mình bôi lên trên cái bàn phím. Mồ hôi của mình nè, nước bọt của mình nè, rồi mà thứ mình ăn cái này, mình ăn cái kia, mình bóc cái này, mình rờ cái nọ, đều bôi lên hết cái bàn phím. Cho nên là mình đâu có ngờ rằng là cái trái cái nấm cửa đó, biết trong rừng nói cái nấm cửa, biết hiểu không? Cái nấm cửa đó là cái tay nắm cửa. Còn cái người mà để mà 4 số 0 mà là cái gì, tại sao mà cái tay nắm cửa là trung tâm cung cấp vi khuẩn. Rồi cái gì nữa, những cái khăn ẩm mà trong nhà bếp mình dùng để lau cái này lau kia trong bếp là cũng là trung tâm cung ứng vi khuẩn. Rồi cái gì nữa, cái chỗ mà mình rửa chén, cái thao rửa chén, hoặc là cái bồn inox mà mình rửa chén là trung tâm cung cấp vi khuẩn. Cái bàn phím computer là trung tâm cung cấp. Nhưng mà còn cái này là cái mà tôi lạnh xương sống nhất, mà các vị không có tưởng tượng được. Đó là cái này internet mà tôi đọc đó, chính là cái bóp đầm, cái sắp tay của phụ nữ.
là được xem là tổng đàn chủ, trung tâm chỉ huy của tất cả chỗ dơ bẩn nhất trên hành tinh này mà con người có thể sáng tạo ra, đó chính là cái sắc tay hay là cái bóp đầm của phụ nữ. Là vì sao? Là vì là họ đi đâu họ cũng cầm nó. Và cái bóp tiền, tiền chính là cái dơ nhất trên thế giới này, nhưng mà đã được chứa trong cái bóp đầm đó. Và đàn bà thì hay ăn vặt, cho nên bao nhiêu cái dầu mỡ rồi thức ăn là họ cứ ăn xong là cái tay họ là họ cứ nhét vô trong cái bóp đầm. Cho nên là cái dơ nhất trên hành tinh này, mình muốn giết một con người nào đó là mình cứ lấy cái bóp phụ nữ mình trùm lên đầu họ trong vòng khoảng chừng 1 ngày 15 phút thì giá đạo nó cũng chết. Trước khi mình nếu mình không chết vào ngập thở thì nó hết cái đó xong nó cũng chết nha. Cho nên mà cái đó ở đâu nó ra, nó cũng chính là một phần lớn là cái dơ trong cơ thể mình. Dễ sợ như vậy, đó là những cái biết mà mình không thể nào mà mình làm lơ nha. Thì bóp đầm cái sắc tay, và một điều quan trọng nhất là những cái đó không bao giờ được giặt. Nó có nhiều thứ nó bằng da làm sao mà giặt. Và tôi cũng chưa nghe nó đi giặt cái bóp đầm hay là cái sắc tay, tôi chưa nghe nói nha. Chắc có, nhưng mà mấy người chắc cũng là đặc biệt ở trên trời mới xuống làm sao chứ không thường. Mấy cái đó xài nào cũ rách trầy xước rồi mà cái đó không có tới đâu hết. Cho nên nói mọi người ối bây giờ nha. Ok, bây giờ tôi đã làm một chuyện rất là quan trọng, đó chính là do khổ quá, khổ quá rồi lây hoay đối phó. Mà không có Phật ra đời thì lây quay bằng cách nào? Lây quay bằng ba hành. Cho nên đây là lý do tại sao mà Dukkha Naparimucchati, do khổ quá mà nó không thoát được. Và tôi nói lại, khổ nó có hai, là khổ thân và khổ tâm. Hành giả khi mà tu tứ niệm xứ thì thứ nhất là khi mà cái khổ quả nó xuất hiện, cái khả năng chịu đựng tốt hơn. Thí dụ như mình có chánh niệm thì mình bị người ta chửi, bị người ta đánh, hoặc mình bị bệnh hoạn, cái khả năng chịu đựng tốt hơn, đã đậm rồi. Mà cái thứ hai nữa là tránh được cái khổ nhân, có nghĩa là tránh được cái phiền não nha, tránh được cái phiền não mà nó ít chừng nào thì bớt khổ chừng đó. Cho nên nó là cái bản thân cái phiền não nó cũng là cái khổ. Cho nên Dukkha Naparimucchati là nó có hai nghĩa: một là do khổ quá nên lây quay tìm đến với ba giải pháp, đó là ba hầm. Đó là cái hiểu thứ nhất. Cái hiểu thứ hai nữa là bản thân cái phiền não nó cũng là một cái khổ nha. Bản thân cái phiền não nó cũng là một cái khổ. Cho nên là cái hiểu cái chữ khổ để nó hai nghĩa như vậy. Mà đặc biệt phải nhớ cái câu của Hòa Thượng, đó là chúng sanh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu vô minh, là vậy đó. Khổ quá cái nó lây quay đối phó, nó lây quay toàn nó được tầm 7 đến khát nước để uống nước muối. Vì tưởng tượng có động trời không? Khát nước để uống nước muối. Ok, khát nước mà đi kiếm nước muối mà uống. Khổ quá là đi lấy cái khổ này nó lấp liếm cái khổ kia, đó, lấy cái khổ này nó giải quyết cái khổ kia, chỉ vậy thôi. Có nhiều khi mình giải quyết cái khổ bằng cách là đi tìm cái hoại khổ. Biết các vị nghe hiểu không? Khổ là sự có mặt của cái gì làm cho mình khó chịu. Rồi cái hoại khổ là sự vắng mặt của những cái gì làm cho mình dễ chịu. Thí dụ như bây giờ nực quá nó là khổ. Cái bật quạt máy lên thì nó là hạnh phúc. Đang quạt máy tự nhiên tắt điện, cúp điện thì đó là hoại khổ. Hiểu nôm na như vậy cho dễ đi. Còn cái hành khổ là chỉ cần có cái thân này ở trong cái xứ nóng rồi nó đã là xứ khổ, cái hành khổ rồi nha. Rồi bây giờ mình muốn giải quyết cái khổ này, mình đi lấy cái khổ kia mình đẩy lên. Giống như mình thấy một cái đống mửa mình gớm đó, mình lấy đồ dẻ mình chọc lên, bản thân cái đồ dẻ nó cũng là dơ nữa, mà nó dơ kiểu khác. Rồi cái đống mửa đó, nó dơ kiểu khác. Ok, rồi bây giờ tiếp theo là bài khác. Cái bài tiếp theo là bài tiếp theo nữa là cái gì tạo nên con người, cái gì tạo nên sự giông rủi, cái gì làm nên sự luân hồi, cái gì mà ai chịu cảnh luân hồi. Và cái thứ tư là kinh su tassapara nha nè. Cái chỗ dựa, chỗ nương của chúng sinh là gì thì ở trong đây nó giải thích là nghiệp. Đó, chỗ này nè, chỗ nương của chúng sinh là nghiệp. Không giải thích thì giải thích cái thứ tư thôi. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là cái chỗ nương, nghiệp là thân quyến thuộc của chúng sinh trong cõi trầm luân. Cái đó chúng ta chắc chắn là phải biết rồi, chỗ này cần nói nhiều. Nghiệp này nó là một cái tên gọi khác của ba. Nghiệp là một tên gọi khác của ba chi. Tôi không thèm nói. Tôi cho các vị nói ba gì.
Thì hôm nay chúng chú giải hỏi cái gì là chỗ dựa của nghiệp của chúng sanh. Trong Đức Phật trả lời trong cái câu kệ này, nó chỗ dựa đó là nghiệp. Rồi tôi mới giải thích nghiệp đây là một cơ gọi khác của ba gì. Trời đất ơi, động trời. Tôi kêu đá hành rồi. Tôi đã nói, tôi nói hoài trong một tâm. Tôi nói cái câu thần chú, nó cái câu đó phải học thuộc lòng. Thấy đó, cái việc sẽ rất nhạc nhiên. Ủa sao cái câu đó có gì hay mà bác học thuộc lòng? Phải học thuộc lòng. Do vô minh trong bốn đế nên nó dẫn đến ba hành. Ba hành đó là đây là phi phúc hành. Yeah. Phi phúc hành, rồi phúc hành và bất động hành. Phải nhớ cái đó mới đi tu thiền quán được. Mấy cái này mà không biết đó nha, thì thà chết trên đất Việt Nam chứ đừng có giác cái mặt mà đi qua bên Miến Điện thì nó tốn tiền máy bay đó. Tôi nói thật, biết cái gì mà tu hả? Biết cái gì mà sợ luân hồi? Biết cái gì mà tu nếu không biết cái câu thần chú? Do vô minh trong bốn đế nó dẫn đến ba hành. Cái câu này nó nghe nó thường mà tôi biết một điều không có tâm. Vậy nó, ủa cái câu là có cái gì mà bắt được lòng? Bởi vì rồi đây các vị sẽ thấy, cứ tôi giảng cái gì tôi cũng móc cái này ra hết. Cái gì thì tôi cũng lấy ba cái này ra. Đây là lý do tại sao người ta chửi mình là tiểu thừa chứ đó. Tại vì người ta không có hiểu, người ta không hiểu ba hành là cái gì, người ta không hiểu bốn đế là cái gì, cho nên người ta chửi mình là tiểu thừa. Rồi nói là tinh văn là tu theo bốn đế, còn duyên giác là tu theo 12 duyên khởi. Cái này mà người Việt với nhau, người Tàu với nhau nói nhau nghe thì thấy hay. Chứ cái này nói cho Tây nó nghe đó, là tôi xin báo trước làm thêm nhục. Bởi vì người Đức á, người Anh á, người Mỹ á, họ nghiên cứu Phật pháp kỹ lắm, rất là kỹ. Cho nên cái họ nghe người Việt còn phân tích cái đó, đó là họ thấy mình đã dốt vào chính trị rồi, bây giờ dốt về cả về tâm linh, về tôn giáo nữa nha. Mà không hiểu tại sao mà cứ hết đời nên đời này qua đời khác mà cứ không dám thử một lần đi nghiên cứu kinh điển. Câu kinh điển nói cái gì mà cứ làm theo cái lối mòn của sư phụ giảng cái gì nghe mà tôi rất làm lạ. Ăn á, thì sợ cao máu mà dư mỡ, mà học đạo là cứ không có, lại rất là ẩu, không có cẩn thận nha. Cứ nhớ câu thần chú này, do vô minh trong bố thế mới dẫn đến ba hành. Từ anh ba hành này nè nó mới dẫn đến là hành duyên thức duyên danh sắc duyên lục nhập. Là cứ đó nó mới ra, mà nghe cái gốc là cái gốc có bao nhiêu đó thôi. Chủ dựa chúng sanh đó là nghiệp, mà nghiệp đây nó là tên gọi của khác của ba hành. Có đây là nếu một người mà học cứng về pháp mà bắt đầu hiện thì là hiểu rồi. Chỉ cần nói là nghiệp ở đây là tên gọi khác của ba hành là tôi đã hiểu rồi. Tại vì chính vì phi phúc hành này nè nó mới dẫn đến bốn đọa xứ. Chính vì phúc hành này nè nó mới dẫn đến các cõi dục thiên, nhân loại và phạm thiên sắc giới. Chính cái bất động hành này nè nó mới dẫn đến cõi vô sắc. Mà ba cái ông này đó là gì? Hãy nhắc cái ba ông này là phải nhớ đến cái câu mà tam giới như quả trạch. Cứ nghĩa là cái ông mà phi phúc hành đó, là nhà trái mà trung như chúng sàn. Còn cái ông phúc hành đó, là nhà trái trung như nhà tắm. Còn cái ông bất động hành đó, là nhà trái leo nóc nhà mà trung như sàn á cũng chết, mà trung như nhà tắm cũng chết, mà leo nóc nhà cũng chết. Chuyện mà tôi không biết là bà con có thấy nhà nó cháy bao giờ chưa? Mà nhà gỗ, nhà lá nó cháy thì không nói gì. Còn cái thứ mà nhà bằng bê tông mà nó cháy mới là cao siêu. Bê tông mà nó cháy nứt. Nó nứt ra rồi nó rớt từng mảng. Lúc đó mình thấy là trên nóc nhà thì nó chết kiểu khác, mà ở trong nhà tắm nó chết kiểu khác, mà ở dưới sàn, giường nó chết kiểu khác nha. Nhưng mà đều chết sạch hết. Chết lâu, chết mau, chết chậm thôi, chỉ chết hết. Cho nên chỗ dựa chúng sinh là nghiệp. Mà nghiệp là một tên gọi khác của ba hành. Ok, sáng nay đó mình thật ra đó, mỗi lần kinh tôi giảng thời gian rất là ngắn, nhưng mà nếu mà các vị có một cái căn bản giáo lý đó thì mấy cái chỗ này là nghe, mấy chỗ này là mình ôm được rất là nhiều thứ nha, rất là nhiều thứ. Hey, rồi chắc nghỉ quá, 6:30 rồi. 6:30 rồi, hẹn nó bị lên ngày mai. Vậy là ngày mai. Xin đảnh lễ chư Tôn Đức. Yeah.